Hộp cơm điện B SBHC09L chính là bảo bối hoàn hảo giúp các bạn duy trì lối sống lành mạnh trong cuộc sống hiện đại và ngày càng bận rộn. Đối với thông tin của sản phẩm đã được Be ghi rõ lên vỏ hộp, hàm Be chính hãng sẽ có tên phụ tiếng Việt như này và toàn bộ sản phẩm đều được nhập chính hãng nên sẽ có bảo hành 18 tháng và một gửi 130 ngày siêu uy tín. Để kích hoạt bảo hành vô cùng đơn giản, chỉ cần quét mã QR này bằng camera hay Zalo đều được nha. Bên trong sản phẩm đã bao gồm một hộp cơm hoàn chỉnh và bên trong lõi nồi cơm có bao gồm một dây nguồn và một khay phân chia thức ăn. Sản phẩm đã đi kèm theo dưới hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, dễ dàng cho mọi người sử dụng. Với dây nguồn 1m2 và giác cắm 2 chấu phù hợp cho mọi gia đình Việt Nam. Và đó là toàn bộ sản phẩm hộp cơm điện đến từ nhà Be rồi. Còn điều gì thắc mắc, hãy comment bên dưới để Be giải đáp nha.